Hello Tiêu ơi, con khỏe không Tiêu ơi? Ủa ai kêu mình vậy? Trời, đang ngồi trong rừng mà trời. Gì ghê vậy? Con không nhận ra tiếng nói của ta sao Tiêu ơi? Trời, ai gọi mình nữa vậy trời? Ông là ai? Ma già hay Hà Bá gì hả? Ta là ông già Noel nè. Đã từng tặng con đôi dép giúp con yêu thích đi bộ đấy. Ủa ông già Noel sao ông liên hệ được với con vậy? Thì ra hèn chứ bây giờ con thích đi bộ quá là vậy đó hả? Hôm nay ta dùng thần giao cách cảm để liên hệ với con, là có chuyện gấp cần giúp đỡ. Con bây giờ bận biểu với việc cứu động vật và thiên nhiên, con không đủ thời gian để làm gì nữa luôn rồi. Nhưng mà thôi, ông cần việc gì gấp thì cứ nói đi, con giúp được con sẽ cố gắng. Thì chuyện này cũng do con mà ra đấy. Năm nay có nhiều trẻ em muốn làm người cá để bảo vệ thiên nhiên và động vật, nên toàn xin ta làm người cá không à. Mà việc này thì ta bó tay rồi, bơi còn không biết, sao biến mấy em nhỏ thành người cá như con được. Nên Tion, hãy giúp ta thực hiện ước mơ trở thành người cá cho trẻ em nha. Vậy không, giờ Noel có nhiều em nhỏ muốn trở thành người cá như con để giúp con bảo vệ thiên nhiên và động vật sao? Được rồi, được lắm, con sẽ giúp. Được rồi người cá Tion, con làm liền cho ông nha. Xin chào các bạn, hôm nay người cá Tion sẽ thay mặt ông già Noel đi giao quà cho các em nhỏ, biến ước mơ tiên cá thành sự thật cho các em. Oh. Yeah. Các bạn sẽ theo Tion coi Tion đi giao quà cho các em nhỏ ở đâu nhé? Ở quận 2 thôi. Nào, ông người cá rồi. Chúng ta bắt đầu thôi. Tion sẽ đi xe đạp. Đây là phần quà. Người cá là đi xe đạp. Người cá là không có giống như ông già Noel là có xe từng lòng. Người cá chỉ đi có xe đạp thôi. Rồi đi thôi tắt được rồi. Xin chào các bạn, bây giờ người cá Tion đã đến điểm hẹn để biến hình nàng tiên cá cho các em nhỏ ở đây. Tion đang ở đâu đây? Chung cư Emporia An Phú. Rồi bây giờ Tion đi đây, hẹn gặp lại. Chào em, anh có một món quà tặng cho em. Đó là từ ông già Noel gửi cho em nè. Đây. Thích không? Đuôi nàng tiên cá. Thật ra món quà của em chính là đây nè. Cái này là đuôi nàng tiên cá đồ chơi thôi, còn đây chính là đuôi nàng tiên cá thật sự. Khi em mang chiếc đuôi này vào sẽ giúp em biến hình thành người cá thật. Tin không? Sao vậy? Được rồi, anh sẽ biến hình làm người cá thử cho em xem nha. Hồ biến. Anh đã biến hình thành người cá rồi nè, thấy không? Đó. Chỉ cần mặc chiếc đuôi này vô là em sẽ có thể trở thành người cá giống như anh. Em thích đuôi màu nào? Đó là của em đây. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục đi biến ước mơ của một bạn nhỏ khác thành người cá nhé. Biến đổi khí hậu, thời tiết thay đổi thất thường, lúc mưa lúc nắng, mong các người cá mau xuất hiện thật nhiều để phụ Tion bảo vệ môi trường nhé các bạn ơi. Ô, nhà có chó dễ thương quá. Xin chào bạn Henry. Xin chào bạn Henry, rồi là Henry. Hỏi người thế đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đến để biến bạn Henry trở thành người cá. Ok. Khóa cửa giùm luôn. Xin chào Henry. Đây là chiếc đuôi người cá của em. Hãy mở ra xem thử đi. Mở cái đầu hộp nè. Đấy. Mở ra thì không. Làm cho em này nó đi nước.
Rồi, em đã chính thức trở thành người cá rồi đó. Hãy mặc chiếc đuôi đó vô thử đi. Mang chiếc đuôi này vào, em sẽ có khả năng bơi lội như cá heo. Và cởi chiếc đuôi này ra, em có khả năng bơi nhanh hơn người gấp mấy lần. Bé Henry, hãy phát biểu cảm nghĩ sau khi em đã trở thành người cá. Cảm giác như thế nào? Thấy qua nó kìa kìa. Vui. Ngoài vui còn gì nữa không? Biết sứ mệnh của người cá là gì không? Giải cứu động vật. Và bảo vệ thiên nhiên nhé. Rồi đúng rồi. Xin chào, bữa nay tôi đến đây để giúp ông già Noel giao quà cho trẻ em. Tôi đi nha, bye bye. Em có thích bơi lội không? Hả? Không thích bơi lội sao lại ở dưới nước? Đây, lại đây anh nói nè. Em nói tới được anh ơi. Nhưng mà em có thích yêu quý động vật không? Hèn chi ông già Noel nói là em rất là mình là fan Thanh An đó chị, nên ông già Noel nói là anh hãy giúp em trở thành mỹ nhân ngư đi. Dạ bởi không? Vì người cá rất là yêu quý động vật và thiên nhiên. Dạ đâu, có đúng không? Có nên đi nhầm người không? Đúng không? Có nên nhầm người không? Có đúng đây là Thanh An không? Ủa hay vậy ta. Em có thích màu hồng không? Ủa? Ông già Noel nói là em thích màu hồng. Em mặc đồ hồng này lẹt. Biến cho em trở thành người cá sen hồng, trở thành mỹ nhân ngư sen hồng, nên chiếc đuôi cá của em là màu hồng cánh sen. Cảm ơn ông già Noel đi con. Rồi anh sẽ chuyển lời cảm ơn đến ông già Noel giúp em. Bây giờ em có muốn thử không? Thử trở thành người cá nha. Thử ở đây luôn con. Ở đây luôn. Ủa rồi. Khi mặc chiếc đuôi người cá này vô, em sẽ trở thành người cá thật sự đó. Đây không phải là trò đùa đâu nha. Có sẵn sàng trở thành người cá chưa? Chưa. Làm đi thành người cá. Con sẵn sàng rồi. Sẵn sàng đi. Làm người cá luôn đi. Không là ông già Noel thu vào quà rồi đó. Ừ. Già Noel mà. Rồi bây giờ anh sẽ hướng dẫn cho em nha. Rồi rồi. Tèng 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 tèng. Đây. Anh chỉ cho em hướng dẫn. Trong này cái này gọi là đuôi cá. Đeo cái này vô thì em sẽ có khả năng bơi lội như là người cá thật sự luôn. Đeo cái này vô là tập cho em, giúp em trở thành người cá. Mà khi em gỡ chân cái này ra thì em cũng có thể bơi nhanh gấp 3-4 lần người bình thường. Cái này nó quan trọng lắm đó. Rồi, cách mặt giống như là em mặc cái quần vậy đó, giống như mặc quần áo vậy đó. À, em sẵn cái này xuống. Hả? Đây. Ở nhà thì làm khô rồi sao mà biết thử được? Tôi phải thử ở đây rồi xuống nước. Đây. À, đúng rồi. Sỏ chân vào, đúng rồi. Sỏ vô như mang giày vậy đấy. Đi, thử đi. Chào em. Anh là người giúp việc của ông già Noel. Ông già Noel có món quà muốn tặng cho em nè. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Mở ra coi thử đi. Ở đây nghe bờ sông nó mát mẻ ghê ha chị ha. Mở phụ con ha. Đó. Món quà này sẽ biến em trở thành người cá thật sự luôn nha. Đường xá đông đúc, xe cộ tấp nập, ô nhiễm môi trường không khí kinh khủng quá. Cũng may tôi đạp xe nên lưu thông dễ dàng, nhưng còn quá nhiều quà biến hình người cá chưa giao hết được. Tiếp theo, giao quà cho một bạn ở xa nên phải dùng dịch vụ vận chuyển cho lẹ. Chiếc đuôi người cá này sẽ giao đến Bến Tre cho kịp Noel tối nay mới được. Em phải về 82A Đại Lợi Đồng Khởi em nhận nha, chứ xe không có gửi xuống mỏ Cày Nam nha em. Ok không? Rồi nha.